Việc khó nhất khi mà làm móng tay tại nhà đó là cái tay trái phải làm cho tay phải. Thật sự rất là khó luôn ý. Đầu tiên thì mình pha mịn, sau đó mình sơn lại một lớp bay. Còn mọi người hỏi tại sao mình lại dùng cái đèn bé xíu như thế? Tại vì nó xinh, trời ơi mọi người không thấy nó xinh hả? Sau khi sơn lớp liên kết thì mình sơn hai lớp màu thạch. Tay trái của mình là cái tay không thuận, mình không làm gì được với nó hết. Mỗi lần mà mình làm nail ấy, lấy tay trái làm cho tay phải thì rất là khó. Kiểu mất rất là nhiều thời gian để mình có thể hoàn thành một bộ nail rất là đơn giản. Thì cái này là tại mình thích thôi, chứ có nhiều người nói là thôi ra tiệm làm cho nó nhanh. Thì nếu mình ra tiệm làm thì đã không có video để đăng cho mọi người xem rồi. Chắc là do mình xui thôi, chứ mỗi lần mà mình đi làm móng ý, cái là mấy người ở trong tiệm nói là ủa làm dài như thế thì làm sao mà làm việc nhà được. Lần nào mình đi cũng bị hỏi như thế hết. Thế này thôi, mình tự làm nhà cho nó vui. Vừa vui mà vừa đúng ý mình nữa. Đoạn này mình lấy tay trái để vẽ mấy cái caro, trời ơi nó mấy xiêu mấy sẹo luôn ý. Cũng là cái chi tiết caro đó, nhưng mà qua tay phải nó lại rất là đẹp. Đây là tay phải đang vẽ cho tay trái, cái tay mình nó thuận thì nó vẽ sẽ xinh hơn nhiều. Đây là kết quả của bộ nail mà tay trái làm cho tay phải này, cũng xinh ha. Đợt này mình có hàng hóa về nhiều nên là mình không có làm móng dài được, mình làm cho móng thật, móng ngắn thôi, để cho mình còn soạn hàng nữa. Cái mắt mèo này mình cố gắng đẩy lên để cho nó che mất cái phần móng tay của mình. Kiểu nhìn vào sẽ không thấy cái phần móng tay màu trắng ấy. Đây là kết quả của mình nè. Móng đẹp rồi thì đi nhận hàng thôi, nguyên cái xe hàng đó là của mình đó, chỉ là một số ít thôi.